Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái con Rubik này gọi là Abeddle, có nghĩa là tám cánh hoa. Không biết tính ở đâu ra được tám cánh, chắc là tính luôn cạnh luôn góc tám cánh. Thì cái cây này thật sự nó chính là cây ready. Cây ready á thì nó làm vuông gì rồi nó nhọn xuống ở đây, còn cây này làm bầu bầu thì nó chính là cây đó luôn á, chỉ là cái hình dạng của cái cánh nó khác thôi, cho nên giải y như là cái cây ready. Cây ra đi mình đã giải rồi, mình sẽ để cái link ở dưới. Và dĩ nhiên cây ra đi đó là cây này là một, và nó cũng rất là dễ giải, nó hầu như là không có công thức gì, không hề có công thức. Mà nếu như bạn muốn có công thức á thì nó chính là cái công thức xuống xuống lên lên, mà xuống xuống lên lên nó cũng đơn giản đó, mình nhìn vô là mình thấy ra, mình né ra rồi mình đưa vào thôi. Cho nên là mua con ra đi thấy nó đẹp hơn á, con này nó cong cong, con kia thì nó dễ đi hơn, nó nhẹ hơn. Con này nó hơi cứng tại vì nó do cái đường cong nó ma sát nó nhiều, còn cái con kia thì nó vuông, cái nó qua cái cạnh nó chút xíu là nó chạy rồi, nên con ra đi thấy chơi sướng hơn, mượt hơn. Mà con vật chơi thì y chang. Rồi mình đã rainbow lên xong thì nói các góc này nè, nó chỉ lật vòng vòng thôi, nó không thay đổi cái con góc này nè, cho nên là mình cứ lật lên cái màu trắng, lật hết lên đây màu trắng lên, rồi mình tương ứng đưa các cạnh vô, các cạnh trắng trắng nào đó tương ứng đi vào đây, trắng đỏ là con trắng đỏ đây, đưa vô, lật vô, xuống xuống lên lên, có nghĩa là động tác đưa vô né ra trả về thôi, gì đâu. Rồi kiếm con nữa, con này đây, con xanh này, con trắng xanh, trắng xanh này đưa nó lên, rồi xuống xuống lên lên, úp nó vô là đúng nè, xuống xuống lên lên, đường con kiếm con khác nữa, con này con xanh này, xanh dương này, úp nó vô, xuống xuống lên lên. Rồi còn con nữa, con màu hồng này, con cam này, xuống xuống lên lên. Rồi xong một mặt, tới mặt này, mặt này thì mình làm mấy con này trước, đưa vô cũng né ra thôi, hoặc là câu kéo về. Ví dụ như con này, con này là ở đây, nó con này nè, con xanh nó ở đây thì đưa con này lên. Giờ mình lật hết mấy con này lên đi, mình lật vàng lên cho dễ coi đi, đây mình lật cạnh vàng lên, rồi vàng hết rồi. Rồi con này vô đây đúng không? À, mình né nó qua đi, đưa đưa lên đây chờ, rồi cám vô được, kéo về. Rồi con này là vô đây, né qua đây chờ, đưa lên cám vô, kéo về. Ừ, con này vô đây né qua. Cái này thật ra là lên xuống xuống lên thôi, rồi để vô rất là đơn giản luôn. Còn con nữa, con này nó nằm tốt bên này. Ừ, là mình đưa được xuống đây này chứ, rồi đưa vô đã làm xong. Ai con này xin con này lại. Ai còn bốn con này, bốn con này thì coi cái mặt nào ập vô được thì mình ập thôi. Đây mặt xanh ập vô được nè, ập cho xuống xuống lên lên, con nào ập được thì ập vô thôi, cái này ập được nè, ập được ập vô xuống xuống lên lên, làm hai cái ba cái là xong rồi, đã giải xong rồi. Đây là con tám lá Abeddle, rất đơn giản, nó chính là con ready. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.